tên sửa nhớ 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Các bạn thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và như các bạn biết, khi mà đông đến thì việc sử dụng một thiết bị để sửa nhà tắm như này là rất phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Và ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh để sửa nhà tắm chuẩn bị cho mùa rét đậm nhé. Trước khi vệ sinh để sửa nhà tắm thì các bạn nên chú ý là chúng ta phải rút để sửa nhà tắm ra khỏi nguồn điện trước khi chúng ta lau. Và để vệ sinh cho đèn sửa nhà tắm thì các bạn cần thứ nhất là một miếng vải ẩm và thứ hai một miếng vải khô. Các bạn lưu ý, đầu tiên khi mà chúng ta trước khi vệ sinh thì chúng ta cần phải tháo các bộ phận của đèn sửa ra. Đối với chiếc đèn này thì chúng ta cần phải tháo cả hai bóng. Và các bạn cũng cần lưu ý đó là chúng ta cần đặt một miếng vải mềm lên trên mặt cứng, rồi sau đó mới để các thiết bị, để các bộ phận của đèn sửa nhà tắm xuống để tránh bị hỏng hóc và vỡ nhé. Sau khi đã tháo các bộ phận của đèn sửa nhà tắm rồi thì chúng ta bắt đầu lau từ bóng đèn, thân đèn. Và đối với đèn sửa nhà tắm có chế độ thổi gió nóng thì các bạn cần phải tháo cả cánh quạt của chế độ thổi gió nóng ra nữa. Và khi lau thì các bạn lưu ý, đối với bóng đèn thì các bạn lau từ bên dưới đến phần trên, lau xung quanh bề mặt của bóng đèn. Và như tôi vừa giới thiệu thì các bạn nên lau bằng khăn ẩm trước, sau đó thì lau lại bằng khăn khô sạch nhé. Sau khi lau hai bóng rồi thì các bạn lau phần thân. Phần thân của bóng đèn thì các bạn lau từ mặt đằng sau, sau đó là phần thân ở mặt đằng trước và cả ở những bộ phận bên trong nữa. Và cuối cùng là các bạn lau đến chế độ thổi gió nóng của chiếc đèn sưởi. Và để bảo vệ đèn sưởi cũng như là để sử dụng nó trong thời gian dài và lâu nhất thì các bạn trong một năm thì các bạn nên lau trước khi bước vào mùa đông và sau khi kết thúc mùa đông đó để có thể đèn sưởi nhà mình có tuổi thọ lâu nhất nhé. Và như tôi vừa giới thiệu thì mong rằng là các bạn sẽ vệ sinh đèn sưởi nhà mình thật đúng cách để chuẩn bị cho mùa rét đậm trong mùa đông này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đèn sưởi nhà tắm 80% người Việt Nam sử dụng.